Với thủ đoạn sử dụng tài khoản Facebook giả, một đối tượng tại Đà Nẵng đã kết bạn làm quen với nhiều bé gái, sau đó rủ dỗ để thực hiện hành vi đồi bại. Đối tượng sau đó đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ngày 8 tháng 9, đội cảnh sát hình sự công an huyện Hòa Vang, Đà Nẵng đã bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giao cấu với trẻ em. Đối với Dương Văn Hiếu, 32 tuổi, trú tại thôn 1, Đắc Nờ Đó, huyện Đắc Minh, tỉnh Đắc Nông. Trước đó, đội cảnh sát hình sự công an huyện Hòa Vang đã tiếp nhận thông tin em NHBN, 12 tuổi, trú tại huyện Hòa Vang, bị nam thanh niên không rõ lai lịch làm bậy nên nhanh chóng vào cuộc điều tra. Quá trình điều tra, công an phát hiện Dương Văn Hiếu hay sử dụng Facebook tên là Nam Nguyên để làm quen, dù dỗ các bé gái đang tuổi dậy thì để thực hiện hành vi đổi bại. Đến tối mùng 6 tháng 9, lực lượng công an bắt khẩn cấp Hiếu khi đối tượng này đang dụ dỗ bé gái ở xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang. Tại cơ quan chức năng, Hiếu Khai nhận dùng Facebook cá nhân để dụ dỗ và giao cấu với em N nhiều lần. Ngoài ra Dương Văn Hiếu Khai còn dụ dỗ nhiều bé gái khác. Trước đó Hiếu từng có tiền án về tội giao cấu trẻ em. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh điều tra để có hướng xử lý theo quy định của pháp luật.